Let's go 5 giờ 15 phút Sáng sớm luyện não Chống sai ngu lý thuyết hóa Đề số 07 Chúng ta bắt đầu Các em sẵn sàng nhá Cùng chiến đấu nhá Con mẹ thật nhanh cùng thầy Minh nhá Câu số 1 ạ Câu số 1 ạ Câu số 1 ạ Trong cùng một điều kiện Ion kim loại nào sau đây có tính xóa là mạnh là mạnh nhất Cùng điều kiện nhá Ion nào sau đây có tính ưu xóa là mạnh nhất này? Trong cùng một điều kiện nào các em? gì ạ? À? Thằng này nó phải có tính khử yếu nhất đúng không? Vậy thì đó là ion gì? B. Điều hai cộng. Câu 2. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit. Câu 2. Ô nhiễm không khí thì nó có thể tạo ra mưa axit. Vậy thì hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây mưa axit? đó là gì ạ? À? SO2 và n 2 Đúng các em nhé 2 và NO2 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C rồi câu 3 thì phân triolin trong dịch nào mắt thu được muối công thức là thì triolin thì công thức chất béo ra là, là C17 H33 CO tất cả 3 lần C35 vậy muối là C17 H33 CO nữa đúng ạ. Đáp án chính xác chúng ta là án gì? Nhá. Đáp án chính xác chúng ta là án gì? Câu số 4. Cho khí CO qua ống được MgFe nóng. CO này cộng FeO3 này thu được Fe này. Số mol Fe chúng ta là bằng 5.6 chia 5.6 bằng 0.11. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được số mol của f 2 o 3 là 0.1 chia cho 2 bằng 0.05. Đúng không ạ? Số mol Na2O3 của chúng ta là 0.05. Thì với số mol Na3 là 0.05 thì tìm khối lượng là 0.05 nhân với 100 tận. Nhân với lại 100 bao nhiêu nhỉ? 0.05 bây giờ phải nhân với lại 160 đúng không? ạ Nào. Mình bật cái máy tính của thầy mình lên này. Đấy, 0.05 nhân với lại 160 Các bạn cùng bấm thầy Minh xem bằng bao nhiêu 0,05 x 160 bằng 8 k Đúng không ạ? Với đáp án của chúng ta là 8 Đáp án chính xác chúng ta là án A à, nhá. Mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment cũng như là ủng hộ thầy Minh trong những cái buổi học sáng sớm này. Cái việc và các em nhiệt tình cũng như là cái dòng chia sẻ của các em nó là nguồn động lực để thì mình có thể live stream liên tục cùng với các em ơi câu số 5 ạ khi sản phẩm hóa triglycerid x khi sản phẩm hóa triglycerid x, x bằng đá mắt đun nóng thì thu được sản phẩm gồm gly seron natriolat natristerat natripamitat số đồng phân cấu tạo thỏa mãn là u rồi thế thì hay quá o s p s o p s p À. Oh, 3 đúng không ạ? Đấy. Đáp án chính xác của chúng ta câu 5 đó là đáp án C. 3 các em nhé. Câu 6 ạ Câu 6 ạ Kim loại M tác dụng được với HCl. M tác dụng với HCl bỏ Ag, bỏ Cu đi. Ag, Cu là không tác dụng rồi. Oxit của nó thì bị khử bởi Cu bị khử bởi CO vậy thì oxit này là oxit của kim loại đứng đằng sau thằng nhôm bỏ Mg tao đúng đáp bạn. à đấy câu 7 hello tiến rồi và chiến luôn đi chào Minh Phương nha hello Quang Minh Quang Minh giờ có lý do để chăm học rồi câu 7 à. nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng nước cứng là nước mà chứa ca 2 cộng và Mg2 cộng trong dịch Đáp đúng chúng ta đáp án này. Câu 8. Nhôm được sản xuất từ quặng bauxit. Công thức của quặng bauxit là Thì quặng bauxit là quặng của Al2O3 đúng không Vậy công thức của nó là 7 8 đáp án B. Bỏ. Câu 9 ạ. Nào câu 9 nào okay. các Câu 9 các bạn chọn đáp án gì ạ? Ô, hello Quỳnh Diệp nhá. Quỳnh Diệp dậy sớm đấy, tốt đấy. Hello Nguyễn Thúy rất tốt các bạn rất chăm chiến đấu mạnh mẽ lên các em mấy đáp án nhiệt tình vào để mình chiến thắng nhá hello long tên của nó siêu là natri hero Carbonate. đáp án chính xác của chúng ta là đáp án c câu 10 cho các loại tơ số tơ tổng hợp là cho các loại tơ số tơ tổng hợp là yêu cầu chúng ta đấy tơ tổng hợp bỏ bông đi bởi bông là thiên nhiên đúng chưa bỏ cellulose cellulose acetate và visco đi bởi vì nó là bản tổng hợp vậy tổng hợp thì sẽ có nít, lông màu 6 là 1 nitron là 2 nitron 6 và 6 là 3 đáp án đúng của chúng ta 9 là đáp án à 10 là đáp án C 10C các em nhé ồ chưa nào bị lửa gì bây giờ tất cả các bạn đã chọn 10C ok good job 11 30g cũng hợp đơn chức tác dụng vừa đủ với V dung dịch HCl thôi bảo toàn khối lượng ta có số mol HCl bằng khối lượng muối 47,52 trừ khối lượng amin là 30 chia 36,5 đúng không ạ rồi các bạn bấm máy tính với thầy Minh xem nào đáp bán bằng bao nhiêu 47,5 2 đúng không trừ đi 30 được bao nhiêu chia 36,5. Số mol của chúng ta bằng 0,48 mà chia cho 1,5 bằng 0,32. 0,32 vậy nó là 320 ml đúng không? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. 12. Tên gọi nào? 12. Tên gọi của SN là metin acetat. Metin axetat, đa bạn chính xác chúng ta đã bạn cet metin acetat Câu 13. Xác là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt của cải đường. Nguyên tử H trong phân tử xác C12 H22 O11 vậy số nguyên tử H là 22. C. Câu 14. Câu 14 à Em ơi câu 14 đáp án gì ạ? À? 14 ạ. À? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Nào. Polymer nào sau đây là polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây là polymer thiên nhiên? Polymer thiên nhiên ạ. À? Bỏ vinin có rua. Đúng chưa? Nó là gì ạ? Tổng hợp. Visco là bán tổng hợp. Polyethylene là tổng hợp. Vậy cellulose là thiên nhiên. 15 dung dịch chứa m gam glu glu tráng mình 2 ag số mol ag 27 chia cho 108 nào 27 ạ à. chia 108 bằng 25 vậy suy ra số mol glu 125 vậy mình tìm được khối lượng là nhân với lại 180 bằng 45 Đúng chưa Vậy 15 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ À Có hiệu suất không ạ Nào 15 ạ Ô, 15 ạ 15 đáp án gì ạ Đấy nha 27 này Chia 108 này Ra số mon này Được chưa Sau đó rồi 0,25 này Nhân 1 chia 2 này Nhân 180 này Bằng này 2,5 Đó chính xác chúng ta là bạn A à. Ok nhá 16 á Màu nào sau đây xuất hiện Y nhỏ vài giọt dung dịch iốt vô tinh bột Bạn Quang Minh chắc là đang Cố gắng Comment thật nhiều để lên fan cứng Fan cứng để được nhận quà Là bộ tủ những cái câu mức độ vận dụng cao thầy đấy cố lên quang Vinh nhá màu nào sau đây xuất hiện khi nhỏ và giọt iốt vào tinh bột màu gì các em nhỉ xanh tím hay tím xanh xanh tím nhá đáp án chính xác chúng ta đáp án c màu của chúng ta là màu xanh tím ok chưa ạ màu của chúng ta là màu xanh tím nhá các bạn đừng bị nhầm nhá dễ không chưa câu nào khó nhỉ chưa thấy câu nào khó cả. 17 ạ. À? 17 ạ. À? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? 17 này. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? À? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Glucose bỏ này, Lysin bỏ này, Alin bỏ này, Metinamin. C ạ. 18 ạ. À? 18 nào Rồi 18 nào 18 nó bán gì ạ Đấy, Rất tốt nha Úi dồi, Toàn các thanh niên nhà thầy thôi Rất tốt Hello Ngọc Mai Chưa thấy cái phương mai gì đâu Kim loại nào sao cho dụng với FS4 Dùng gì FS4 Thì kim loại ấy phải đẩy được FS Thì kim loại đẩy được FS thì nó là gì ạ MG đúng không 19 Trong tự nhiên ạ trong tự nhiên ạ. Canxi sunfat trong tự nhiên. Canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước. Vậy nó được gọi là thạch cao sống. A. À, 20 ạ. Kim loại lỏng. Nào. À máy tính check các bạn. Oh, thank you. 20 ạ. Thank you Khánh Minh nhá. 20 nào. Kim loại trạng thái lỏng trong điều kiện thường là Kim loại nào trạng thái lỏng trong điều kiện thường? Nào? Kim loại nào? Von đúng không đừng ngu ngốc toàn đấy cái loại gì ạ à? thủy ngân cơ đúng không thì ngân mới là tồn tại điều kiện thường chẳng hạn nào hai mốt à hai lừa đấy hai mốt thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn hai mươi đáp án c nhá hai mốt là các bạn chọn đáp án gì nào hai mốt trong công nghiệp cái loại nào sau đều điều chế phát điện phân nóng chảy điện phân nóng chảy Điều chế phát điện phân nóng chảy đấy là điều chế dành cho các kim loại mà đứng trước Al. Vậy, đó là diện ạ? C. các em nhé. 22. Phát biểu nào sau đây là đúng? 22. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. Sai, Be đi không tan. Điện phân dung dịch NaCl. Điện phân dung dịch NaCl không thể thu được Na ở cả anode được. Thay tiếp In loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa chính xác đáp án đúng chúng ta là đáp án C ngâm chìm trong dầu hỏa là chính xác đúng chưa bởi vì là cái loại kiềm thì không tác dụng được với dầu hỏa hai ba hai ba các bạn chọn đáp án gì nào? hai ba hôm nay chúng ta dạy học bài sáng sớm là buổi thứ 10 rồi các em ạ tròn trĩnh một con mười và hôm nay cũng là cái hôm mà tròn chỉnh chỉ còn một tháng nữa thôi là đến cái ngày mà các em thi đấy chúng ta dậy sớm liên tục cùng với nhau để chúng ta luyện được tư duy phản xạ của não để sắp tới đây chúng ta đi thi điểm thật là cao các em nhé nào hai bạn ethanol ethanol là gì ạ c hai h năm oh nó có tên gọi khác là ancol etilic. đáp án b hai công thức của etinacetat công thức của etin acetat etin acetat 24 đáp án B bỏ 24 đáp án B nha Thế minh tuyên, tuyên dương tuyên dương bạn Nguyễn Thị Minh Luyến Là bạn comment sớm nhất Được chưa Etanan là tên gọi của thằng uh, Nha đạt nha CH3 CHO Các bạn hỏi đấy CH3 CHO Thì tên nó là Etanan Được chưa rồi Let go Tiếp tục nhá 25 Tripalmitin là một loại chất béo Có trong mỡ động vật và dầu cọ Công thức của Tripalmitin là c 15 h 31 co tất cả 3 lần C35 Ta đúng là đáp án A 26 ạ 26 ạ Chất nào sau đây 26 Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho Đường nho là gì Glucose À 27 Chất nào sau đây là amin bậc 1? 27 nào. Chất nào sau đây là amin bậc 1? Amin bậc 1 thì nó phải là có nhóm NH2. Đúng không? Vậy thì ta sẽ có là anh nào? C6H5NH2 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 27, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Thế mình tuyên dương tất cả đảm, các bạn đã chọn D. 28, chất nào sau đây là amino acid? amino acid kem này chất nào sau đây là amino acid amino acid là glycine đúng không 29 tơ nào sau đây là tơ nhân tạo nhân tạo hay bán tổng hợp thì mình vẫn nhắc chúng ta có hai thành một anh là visco và một anh là acetat nào các bạn cũng có cho thầy xem 29 à anh nào là tơ nhân tạo anh nào visco đúng không thì mình dạy mãi rồi. đúng chúng ta là bán B 30 Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện 30 Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện Nhiệt luyện Thì là để đi điều chế các kim loại có tính khử trung bình nhiều Vậy nó phải đứng đằng sau nhôm Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B E B 31 Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung kim loại thì tính chất vật lý chung nhá không phải tính chất vật lý chung thì tính, tính chất vật lý chung là tính chất mà được tạo bởi từ cái gì ạ là được tạo bởi từ các e tự do e tự do thì gây ra tính dẫn điện dẫn nhiệt ánh kim đúng chưa vậy ở đây để bảo không phải cơ không phải là tính chất vật lý chung thì không phải là tính chất vật lý chung thì chúng ta chỉ có thể là tính cự à bài cho cái ion sao ion có tính ô xóa mạnh nhất là cho các ion sao ion có tính oxy hóa mạnh nhất là gì ạ hay là tính khử yếu nhất kim loại tính khử yếu nhất thì ngược lại ion của nó sẽ có tính oxy hóa mạnh nhất đúng không vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án b ai còn cộng ba ba nào ba ba các bạn chọn đáp án gì ạ ba ba rồi Xem bạn nào comment sớm nhất câu ba ba nào. Comment sớm nhất câu A3 là bạn Nguyễn Thúy right. Tốt đấy Tốt đấy Thúy ạ Bạn Nguyễn Thúy rất là chào học nhá Thành phần chính của đá vôi và vỏ các loài ốc sò hến là xe CO3 Đáp án chính xác chúng ta đáp án này và tự Khi đốt bột nhôm cháy sáng trong không khí với ngọn lửa sáng chói tỏa nhiều nhiệt Và tạo ra chất rắn ít màu trắng Bột nhôm Mà cháy trong không khí Thì mình thu được AL2 O3 được chưa? Đáp án đúng là đáp án B. 35 nào. 35 nào. 35 nào. Ý nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? Bắt đầu thì những câu khoai khoai đấy. Ý nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? Miếng gang vào h bốn loãng thì có FEC. Hai định cực khác nhau về mặt bản chất ăn mòn điện hóa. Đốt dây EPA trong mình được khí O2. Đúng rồi, chỉ xảy ra mòn hóa học chỉ sẽ ra phản ứng thôi nó chỉ xảy ra ăn món nào ba sáu chất nào sau đây là muối axit nào ba sáu chất nào sau đây là muối axit muối axit là anion gốc axit vẫn còn h đúng không ba sáu đáp án chính xác chúng ta đáp án a ba bảy ạ kim loại nào sau đây là kim loại kiềm kim loại nào sau đây là kim loại kiềm kim loại kiềm là gì ạ lâu Nay, công rảnh chơi vậy vậy kim loại kiềm ta là C đúng không 38 ạ. 38 á Nước chứa nhiều ion nào sau đây là nước cứng? 38 này. Nước cứng là nước chứa nhiều ion nào? Thì những cái anh nào ạ? Ion nào á, Là nước cứng nào? Chứa nhiều gì ạ? Ca2+ và Mg2+. Đáp án đúng đáp án B. bỏ. 39 á hematit đỏ là quặng sắt có trong tự nhiên với thành phần chính là H2 chân Fe2 O3. Và chính xác chúng ta đã bán C. C các em nhá, 40 này. Oxit nào sau đây là oxit axit, 40 này nhiều bạn nhầm này. 40 này sẽ cực kỳ nhiều bạn nhầm này. 40 các bạn chọn đáp án gì? Oxit axit ạ. Oxit axit thì chỉ có thể là CRO3 các bạn lưu ý CRO3 màu nâu đỏ có thể gây bốc cháy khi gặp trực tiếp với carbon lưu huỳnh phốt pho và xe năm ngoái 41 41 rồi. dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỷ tím thành xanh glycine không đổi màu Valine không acid glutamic có hai nhóm CH một nhóm là 2 đúng không hai nó sẽ phát 1 nhóm N2 vậy thì nó làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Hello Mai, DC nè, hai nhóm N2, một nhóm CO2, vậy làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? 42. Trong khí thải gây hiện tượng mưa axit nguyên nhân chủ yếu hiện tượng gây mưa axit là ảnh nào? Bối số 42 đáp án gì? ạ Rồi chính xác đáp án B cứ tưởng là các bạn nhầm câu này nhưng mà ít bạn nhầm câu này quá nhỉ 43 43 nào các em 43 các bạn chọn đáp án gì cho bốn dung dịch riêng biệt số gì khả năng phản ứng với ba tạo kết tụa thì có dung dịch nên là ba đầu tiên tác dụng với nước trước để tạo thành bh 2 và ba hai lần được chưa thì ba hai lần vào nấu 3 lần là một kết tụa đầu tiên fbno hai lần là một này và FECL3 thì tạo nên cái tổ thứ hai là FEH3 lần này HCL0 là AH0 2 B 44 ạ 44 đã bán gì ạ từ dầu thực vật làm thế nào thu được bơ nhân tạo từ dầu thực vật thì làm thế nào thu được bơ nhân tạo thì cái công việc chúng ta để thu được những bơ nhân tạo là ta cho dầu thực vật tác dụng với gì ạ H2 hay nói khác là hydro hóa chất béo lỏng đúng không đáp án đúng là đáp án C 45 ạ à? 45 các bạn chọn đáp án gì ạ à? 45 à? chất x công thức phân tử C4 o 2 ít tác dụng với nào hát không được y y công thức thế này cơ mà CH2 nối đôi CH COO CH3 đấy với x chỉ có thể là anh này mê Acc relax. Mê tin. Acc chính xác của chúng ta. Câu 45 là đáp án A các em nhǒu. Chán nhỉ, hôm nay chưa có bạn nào bị lừa. Buồn thể. M gam dung dịch glucose 20%. 1 glu. 2 bạc, chắc là sang cái ngày thứ 10 thì các bạn tỉnh táo hơn đúng không? Số mol bon bạc 3,4 chia cho 108 bằng 0,3. Suy ra 0,3 nhân 1 chia 2, bằng 0.15 Vậy mình tìm được khối lượng của glucose nguyên chất 0,15 x 1,8 10. Rồi. Bây giờ yêu cầu tìm m găng dịch glucose 20% chia cho 0,12 đã. Chia 0,2. Bằng 135 g ạ. À. 135 g. Vậy 46 đáp án đúng của chúng ta đáp án A các em nhé. 135 g. 47 ạ. À? Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam. AlOH 3 lần. Số mol là 15,6 chia 78 bằng 0,2. Vào HCl dư. Thì ta sẽ thu được muối. AlCl3 đúng không? 0,2. Vậy mình tìm được giá trị của muối. 0,2. Nhân với 27 cộng 35,5 nhân 3 bằng 26,7. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta Câu 47 là đáp án D. À tính toán lại tựa ở một chỗ. 48 à? 48 ạ. À? 48 ạ. À? Tôi nóng hỗn hợp gồm 4,8 g CH3COH 2,3 g ca 5 h thu được CH3 COO CH5 H2O ta sẽ có là số mol của c 3 COH là 4,8 chia 60 bằng 0,08 số mol của CH5OH là 2,3 chia 46 bằng 0,05 hiệu suất phản ứng là 80% vậy là 0,8. Vậy hiệu suất phản ứng thì sẽ tính theo cái thằng mà nhỏ hơn đúng không? 0,05 nhân 0,8 bằng 0,04. Vậy giá trị của M là 0,04 nhân với lại 88 bằng 3,52 gam. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 3,52. Đáp án D các em nhá. Ok chưa ạ? Số mon là chúng ta sẽ phải tính theo. Số mon của chúng ta là phải tính theo cái anh. Số mon nhỏ hơn. Đúng không ạ? Tính theo thằng hết đấy. 49. Số chất trong dạy ạ. Bao nhiêu chất được em? Okay? Em phải phân biệt nhá. Tác dụng no 3 khu được kết tổ bạc là nó phải có thỏa mãn điều kiện một là chó hai là hco được chưa một là chó hai là hco rồi phải glucose là một phenin là hai ribamin bỏ etinakirat bỏ Glucose là ba xác bỏ etinformat là bốn đúng không ạ chúng ta tổng cộng sẽ bốn nên 49 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. D nhá. 50 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng? 0,05 Đó, 0,05 mà Đúng không là 0,05 mà em Thầy bấm nhầm đâu, 0,05 mà nhân với 0,8 này bằng 40% À 0,05 mà nhân với 0,8 bằng 0,04 mà Đây máy tính vẫn còn nguyên này Bởi vì hiệu suất phản ứng đạt là 80% mà nhân với 0,8 Em chứ à? Câu 50 ạ Phát biểu nào sau đây là đúng Nào Phát biểu nào sau đây là đúng Hồ tinh bột Hồ tinh bột tác dụng Y2 tạo hợp chất màu xanh tím Đúng nhỉ Rút và glu là hai chất đồng đẳng là sai là đồng phân Dung dịch xác không hòa tan là sẽ qua lần Sai xác hòa tan Oxy hóa glucose bằng H2 thu được số vi tôn Oxy hóa là sai Phải khử Nhá Phải khử ạ Ok chưa Vậy đúng chúng ta là ai? 50A 50A 51 Phát biểu nào sau đây là sai 51 phát biểu nào sau đây là sai Nào các bạn chọn thấy là 51 phát biểu nào sai Trong dung dịch glue và fruit đều hòa tan xíu lần Đúng Amylose là polymer không phân nhành Đúng Số liên kết gấp là 1, 2 chứ không phải là 3 Vậy sai là C Được chưa Luyện phản xạ nó phải như thế đấy, các em nhé 52 cho các chất sau làm hại cho các chất sau số chất phản ứng được với co lần trong môi trường kiềm tạo dịch màu xanh lam lưu ý ở đây yêu cầu là phải tạo dịch màu xanh lam vậy nó phải có OH đặc kể có nghĩa là trong số các chất sau này những chất nào mà có OH đa kể được chưa nào trong những chất sau đây những chất nào mà có OH đa kể Wada kể như anh nào Rút là một, Glu là hai, Etina sẽ tắt bỏ Và Gli, Ala có phản ứng nhưng không tạo thành dịch màu xanh Đây là hai chọn B Úi dồi ôi, năm hai này Có cháu chọn D này Chia buồn với những bạn chọn D, chọn C nhá Một lần sai Nhớ cả đời Được không ạ Năm hai ý B B mới đúng Năm ba Trường hợp nào sau đây kim loại không bị ăn mòn điện hóa? Trường hợp nào sau đây kim loại không bị ăn mòn điện hóa nhá? Tốt Al trong Cl2 là ăn mòn hóa. Để ga ngoài không khí ẩm làm mòn điện hóa, vỏ tàu làm thép neo ngoài bờ biển ăn mòn điện hóa, FeCu ăn mòn điện hóa. Vậy không bị ăn mòn điện hóa là ai? 53 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A kèm nhá. Năm tự Hỗn hợp bột Al FE vào dung dịch sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đổ được ba kim loại về thứ tự kim loại tạo thành tính hữu tăng dần đầu tiên là bạc tạo thành sau đó đến đồng rồi đến Fe dư bạc đồng bạc đồng sắt đáp án chính xác câu năm tư đáp án C năm tư đáp án C thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu năm tư đáp án C rất tốt vì phân hoàn toàn 17,6 gam metin acetat CH3COO CH5 cộng là vừa đủ thu được muối CH3CONA cộng CH5OH Vậy số mol etin acetat số mol etin acetat 17,6 chia 88 bằng 0,2 được chưa? 0,2 Vậy hoàn toàn mình thu được số mắn muối là 0,2 0,2 mà nhân với 82 Đúng không? 0,2 mà nhân với 82 Thì bằng 16,4 Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A đúng không? 0,2 mà nhân 82 Nhân 82 Bằng 16,4 Úi dồi ôi Chia buồn với các bạn Thì nhìn thấy bạn long long chọn D này chưa buồn với Long Long nhá Một lần sai nhớ cả đời nhá Không bao giờ bị sai vậy nữa nhá sáu Dung dịch nào sau đây pH nhỏ hơn 7 pH mà nhỏ hơn 7 Là dung dịch đấy nó phải có tính gì Nó phải có tính axit Vậy nó chỉ có thể là B Nó sẽ là 56 Đáp án B ạ à? Rồi sang mấy câu xoắn quẩy này 57 nào Mấy câu xoắn quẩy của thầy đây rồi 57 nào. 57 các bạn chọn đáp án gì? 57 ạ. 57 các bạn chọn đáp án gì nào? Khẩn não lắm. Đúng không? Cực kỳ xoắn não. 57 ạ. năm các bạn chọn đáp án gì nào số phát biểu sai nhá để bài hỏi số phát biểu sai nhá Sterin khả năng cộng H2 sai anh này chất béo no làm sao cộng được H2 dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu do liên kết CC của chất béo oxy hóa đúng ứng với công thức phân tử C4H11N có 4 đồng phân amin và 2 1 cộng 3 2 cộng 2 1 có 1, 3 có 2 2, 2 có 1, 2 có 1. 1 3 đồng phân amin bậc 2. Đây. Được chưa? Sai chứ đúng không? Là lấy đâu ra 4? C4H11N các bạn. Được chưa? C4H11N các bạn. Tơ visco ni lông 676 là loại tơ nhân tạo, nhân tạo chỉ có visco và acetate thôi con này sai sai tiếp quá trình làm rượu vang thì quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose đúng peptit tham gia phản ứng màu biore đúng vậy ta có a c là sai được chưa vậy ta sẽ có 3 phát biểu sai đề bài hỏi phát biểu sai các em nhá may là đề bài này hỏi phát biểu sai vậy số phát biểu sai số phát biểu đúng nó bằng nhau nên em chọn ba là đúng đúng chưa nhiều bạn chọn là số phát biểu đúng thì may bắn là vẫn đúng câu ạ 58 Cho các phát biểu sau Số phát biểu đúng là Nào. Cho các kim loại đều phản ứng mạnh với nước Cái này đúng này Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp Chính xác ở đây có H cộng này Có NO3 trừ Nên Cu tác dụng được với H cộng NO3 trừ Đúng Nhôm bền trong không khí và nước là do có lớp màng oxy bảo vệ. Đúng tiếp. Ô đúng nhiều phết nhỉ nhờ cho bột cu vào dung dịch fecl 3 thuốc dung dịch chiếu 3 muối em nha cu mà vào dung dịch fecl 3 chỗ này thiếu từ dư rồi fecl 3 phải dư thì cu cộng với fe 3 cộng để tạo thành cu 2 cộng cộng fe 2 cộng hai muối nhá và fe 3 cộng dư thì cái này mới đúng này Đấy, có từ dư thì mới đúng e Kim loại nhôm tan trong dịch hno 4 đặc nguội sai, nhôm tự động. G dung dịch AgNO3 tác dụng được với Fe, nó vài lần đúng rồi. Ag cộng với sắt hai cộng. Vậy mình có. Tất cả đều đúng trừ dung E. 1 2 3 4 5. 5 phát biểu đúng. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D em nhé. 58 đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Được chưa? Ôi thầy sửa nhá. Rồi ở đây không có từ vừa đủ, thầy thêm từ dư cho nó chuẩn. 59 ạ. 59 ạ. 59 ạ. Ok chưa? 59 thực hiện các thí nghiệm sau. nếu mà không có dư ấy nếu mà không có từ dư ấy thì là nó là chưa rõ ràng Hiểu không ạ nó chưa rõ ràng ngoài có hoặc là có từ vừa đủ hoặc có từ thiếu ấy. nên là thôi thì ở đây thầy cho thêm từ dư vào năm chín ạ thực hiện các thí nghiệm sau sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn số thí nghiệm thu được kết tủa gồm hai chất lưu ý nha Kết tủa gồm hai chất. Vậy này, đầu tiên này, kết tủa đầu tiên chúng ta là MgCO3 và Ca CO3. Đúng chưa? Để ở đây kết tủa hai chất. Một cái đúng. Đề bài yêu cầu là kết tủa gồm hai chất mà. Thằng số 1, được hai chất. Ok chưa? Tiếp tục thằng số 2. Đã thu được kết tủa là gồm AgCl và Ag được thằng số 2 Đúng đấy Thằng số 3 ta thu được kết tủa là BAS số 4 Số mon watt trừ Chia số mon nhôm 3 cộng Watt trừ ở đây là 4X Nhôm 3 cộng ở đây là 2X Đúng nhỉ Watt trừ là 2X nhân với lại 2 là 4X Nhôm 3 cộng này là 2X 4x chia 2x bằng 2 2 thì chắc chắn vẫn có kết tủa ALH 3 lần rồi. Đúng không Chắc chắn là ALH 3 lần Vậy là có hai kết tủa đúng tiếp Từ từ đến dư NALH Từ từ đến dư NALH vào Kết tủa của 2 chất nhé Thì chắc chắn mình thu được kết tủa là CUH 2 lần Đúng không? Mình thu kết tủa là CO2 lần thôi. Vậy là ở đây thì mình sẽ không có. Đến dư nó A mắt mà. Nên mình sẽ không có là kết tủa A lần 3 lần đâu. Mà đây đề bài yêu cầu kết tủa gồm hai chất. Bỏ Được chưa? Ok chưa? Nào. Đúng rồi. A lần 4 lần bị hòa tan. A lần 3 lần bị hòa tan dung dịch chứa oh 4 amon vào 3 amon H3P4. 4 amon và 3 amon H3P4. OH trừ Z cộng bằng 428A. 339 này. Đúng không? Bằng 8 9. Nhón 1. Nên suy ra ta sẽ có tạo thành muối gì ạ? BAHPO4. Cái tủa nhé. Và BA3. PO4 hai lần cũng kết tủa. Được không ạ? Vậy suy ra năm đúng. Ấm chưa? Vậy tổng cộng ta có 1 2 3 5 nhá. 1 2 3 5. Vậy câu 59 của chúng ta nó phải là đáp án A. À, 4 này. Rồi. Chốt câu 60 Câu cuối cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay Chốt câu 60 Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay Nào cùng chốt này. Cho phát biểu sau Cho các phát biểu sau Số phát biểu đúng là Bao nhiêu phát biểu đúng là các okay. em Quá trình lưu hóa cao su là tạo cầu nối SS Giữa các mạch cao su tạo thành mạng lưới Nào Đúng hay sai ạ? Đúng hay sai ạ? Chính xác. À đúng. 60A đúng nhá. Độ tan của các amin giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối. Đúng. Có thể sử dụng bia là cồn để loại bỏ mùi tanh của hải sản khi hải sản hấp với bia. Ồ. Oh, câu này hay thôi nha câu này đúng hay sai câu này đúng hay sai c đúng không đúng tại vì bia thì lúc đấy thì cái thằng amin ấy thì nó sẽ bị hòa tan và bên trong ăn cold. đúng chưa đúng tiếp tục này thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glycerol đúng tiếp khi uống sữa và ăn cam dễ gây tượng trướng đau bụng tiêu chảy do là sữa là protein dễ bị đông tụ bởi axit ở trong cam đúng vậy chúng ta có tổng cộng cả năm phát biểu đều đúng kem nhá đáp án đúng đáp án B đấy chúng ta vừa chốt câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay và có rất nhiều bạn bị toang bởi những câu này hy vọng rằng cái chuỗi mà sáng sớm học bài này có thầy Minh có thể giúp các bạn sai thật nhiều hơn để các bạn luôn luôn có một sự tự tin khi mà ngồi vào phòng thi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Nha. Bye bye. Chào tạm biệt. Chúc các em một buổi sáng vui vẻ. Bye bye.